Kênh An Lạc TK Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh trở lại với nhà vườn Khánh Trang, địa chỉ xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với nhà vườn Khánh Trang. Chào Trang. Dạ, em mến chào quý cô chú anh chị. Lời đầu tiên em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều vì đã ủng hộ em trong mấy clip vừa rồi. Hôm nay em có một số phôi mai mai chiếu thủy và nguyệt quế giao lưu với quý cô chú anh chị. Địa chỉ của em là ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại của em là 0942208884. Cũng là số Zalo và Facebook của em hả quý chú anh chị. Đây là phôi nguyệt quế lá sắn hoa chùm hả quý chú anh chị. Mã số 1. Chiều cao cây là 60. Và thân của cây là 29. Đây cây này còn ngay đây có bị chày tí xíu ha, mà cây này là nguyệt quế nu nha nên quý cô chú anh chị yên tâm ha. Mã số 1 này em xin giao lưu là 450.000 bao phí, 450 bao phí. Tiếp theo là mã số 2. Cũng là một phôi nguyệt quế nha quý cô chú anh chị. Chiều cao cây là 80. Quả thân của cây là 23. Mã số 2 này em xin giao lưu là 500.000 em bao phí. Tiếp theo là mã số 3. Chiều cao cây là 70. Quả thân của cây là 24. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 550.000 bao phí, 550 bao phí. Tiếp theo là mã số 4 à. Chiều cao của cây là 113. Quả thân của cây là 31. Cây đang lên tược mạnh lắm nha quý chú anh chị. Mã số 4 này em xin giao lưu là 750.000 bao phí, 750 bao phí. Tiếp theo là mã số 5. Chiều cao của cây là 96. Quả thân của cây là 32. Mã số 5 này em xin giao lưu là 750.000 bao phí, 750 bao phí. Tiếp theo là mã số 6. Hàng này co lắc đẹp lắm rồi quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 79. Quả thân của cây là 25. Đây cây nói chung là nó có trầy nhưng mà nó quý cô chú anh chị thấy nó kéo nó lên rễ hết rồi ha quý cô chú anh chị. Mã số 6 này em xin giao lưu là 650.000 bao phí, 650 bao phí. Tiếp theo là mã số 7. Cây bên đây là bao sống 2 tháng, bao ship toàn quốc ha quý cô chú anh chị. Chiều cao cây là 75. Quả thân của cây là 23. Mã số 7 này em xin giao lưu là 500.000 bao phí, 500.000 bao phí. Tiếp theo là mã số 8. Cũng là một phôi nguyệt quế hơn quý chú anh chị. Chiều cao cây là 67. Quả thân của cây là 28. Mấy cây này mình khui đế còn hả quý chú anh chị. Mã số 8 này em xin giao lưu là 700.000 bao phí. Tiếp theo là mã số 9 nè.
Chiều cao khai là 94. Mà thân của cây là 27. Mã số 9 này em xin giao lưu là 650.000 bao phí, 650 bao phí. Tiếp theo là mã số 10 à. Chiều cao cây là 56. Mà thân của cây là 26, cây này nó chảy nhựa hết ta. Mã số 10. Mã số 10 này em xin giao lưu là 450.000 bao phí. Tiếp theo là mã số 11. Cây này đẹp lắm luôn quý cô chú anh chị. Chiều cao cây là 85. Quanh thân của cây là 21. Mã số 11 là em xin giao lưu là 500.000 em bao phí. Tiếp theo là mã số 12. Chiều cao của cây là 79. Cây này đế đẹp lắm này quý cô chú anh chị. Đó, nó hở rồi nè. Quanh thân của cây là 22. Mã 12 này em xin giao lưu là 550.000 bao phí. Ủa, em ăn hết đi. Tiếp theo là mã số 13. Chiều cao cây là 60. Còn thân em đó đây là 26, 25. Mã số 13 này em xin giao lưu là 550.000 bao phí. Nguyệt Quế Nu hả quý chú anh chị? 550 bao phí. Mã mấy sao? 13. Tiếp theo là mã số 14 à. Chiều cao cây là 1 mét à. Này em có nói giọng đó có hơi ấy xíu ha của chú chị. Chiều cao hoành thân của cây là 32. Mã số 14 này em xin giao lưu là 750.000 bao phí. Tiếp theo là mã số 15 à. Cũng là một phôi Nguyệt Quế à. Chiều cao cây là 60. Mã thân của cây là 22. Mã số 15 này em xin giao lưu là 500.000 bao phí. 500.000 bao phí. Theo là mã số 16 à. Chiều cao cây là 65. Quả thân của cây là 26 à. Mã số 16 này em xin giao lưu là 550.000 bao phí. Tiếp theo là mã số 17 à. Chiều cao cây là 60. Quanh thân của cây là 22. Mã số 17 này em xin giao lưu là 550.000 bao phí. Theo là mã số 18. Chiều cao cây là 60. Quanh thân của cây là 22. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 450 bao phí. 450 em bao phí.
Tiếp theo là mã số 19 ạ. Chiều cao cây là 65. Bộ thân của cây là 22. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 500 ngàn em bao phí. Rồi tiếp theo là mã số 20. Chiều cao cây là 79. Bộ thân của cây là 26. Mã số 20 này em xin giao lưu là 600 ngàn em bao phí. Tiếp theo là mã số 21. Chiều cao cây là 90. Mã thân của cây là 27. Đây cây này có bị trầy ở đây nè quý chú anh chị. Giờ em mới thấy luôn á. Ở đây nè. Thấy mà thần. Mã số 21 này em xin giao lưu là 450.000 bao phí. 450 bao phí. Tiếp theo là mã số 22. 22 là một cây lớn hơn quý chú anh chị. Chiều cao của cây là 2m8 hả quý chú anh chị? 2m8. Tán ngang của cây là 1m2. Tán ngang là 1m2. Đế bao đẹp luôn hả quý chú anh chị? Quỳnh Thương em đo ở đây là 60 hả quý chú anh chị? Quỳnh Thương em đo ở đây là 60. Đường kính bầu là 89. Đường kính bầu của cây là 89. Đó cây này nói chung em bứng về cũng có người mua rồi em dâm ủ bữa giờ cũng lâu hả quý chú anh chị? Đang xì mầm rất là đẹp ha. Này là cũng là nguyệt nu. Mã số 22 này em xin giao lưu là 5.900.000 bao phí ship toàn quốc hơn chú chị. 5.900.000. Rồi. Tiếp theo là mã số 23. Cũng là cây này là mai chiếu thủy nuôi da đen lá lớn. Chiều cao của cây là 1m6. Cao là 1m6 không chú chị? Thương em đó ở đây là 32 hả quý chú chị? 32. Mã số 23 này em xin giao lưu là 1.900.000 bao phí ship ha. 1.900.000 bao phí ship toàn quốc. Cây đó khỏi chim, cây này khỏi chim. Rồi tiếp theo là mã số 24 à. Mã số 24 là cũng một mài cây mai chú thủy hả quý chú anh chị? Chiều cao của cây là 1m65. 165. Cây hồi nãy là tán ngang cũng bằng cây này ha. Hồi nãy em quên đo tán ngang. Tán ngang của cây là 95. Cây này nu đẹp lắm luôn quý chú anh chị. Quanh thân của cây là 32. Chim rồi, chim rồi, chim. Quanh thân của cây là 30. Quanh thân của cây là 30. Mai chiếu thủy nu da đen lá lớn không quý chú anh chị? Cái này là bao bệnh đặc luôn.
Mã số 25 này em xin giao lưu là 2.200.000 bao phí ship ha quý chú anh chị. 2.200.000 bao phí. Rồi. 4. Là cây này 25 phải không? Quay luôn. Cây này là mã số 25. 25 cũng là một phôi mai chiếu thủy nuôi da đen lá lớn à? 25. 25, một phôi mai chiếu thủy. Chiều cao là 148, 1,5 ha quý chú anh chị. Mình thân em đó đây là 35. Tổng cái cũ đạt là 110. Mã số 25 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1.800.000 bao phí, 1.800.000 bao phí. Yeah. Tiếp theo là mã số 26. Cũng là một phôi mai chiếu thủy ha. Mai chiếu thủy mà nuôi da đen lá lớn. Chiều cao của cây là 117. Quanh thân của cây là 30. Quanh thân của cây là 30. Mã số 26. Mã số 26 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1.400.000 bao phí. 1.400.000 bao phí. 26. Tiếp theo là mã số 27. Cũng là một loại phôi mai chiếu thủy nuôi da đen lá lớn hơn quý chú anh chị. Chiều cao của cây là 1m6. Quả thân em đo ở đây là 31. 31. Tổng cái bề đạt là 110. Mã số 27 này em xin giao lưu là 1.700.000 bao phí. 1.700.000 bao phí. Tiếp theo là mã số 28. Phôi mai chiếu thủy nuôi da đen lá lớn. Phôi này cực kỳ đẹp luôn hả cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 75. Quanh thân của cây là 26. Tổng cái bệ là 1m6 không quý chú anh chị, 1m6. Bệ bao đặc luôn không quý chú anh chị. Đẹp cực kỳ. Mã số 28 này em xin giao lưu là 3.900.000 bao phí. 3.900.000 bao phí không quý chú anh chị. Tiếp theo là mã số 29 nè. Quả thân em đó ở đây là 39. Tán ngang của cây là 79. Chiều cao của cây là 1m7.
Cây mã số 29 này em xin giao lưu là 3 triệu 500 ngàn bao phí. 3 triệu 500 ngàn bao phí. À, tiếp theo là mã số 30 ha quý chú anh chị. Cũng là một cây mai chiếu thủy, cây thành phẩm. Đâu hoành luôn, không có chị cao. Không có chị cao sao? Và thân em đó đây là 51. 50 ha quý chú anh chị. Thân cây là 50. Tầng ngang của cây là 140. Chiều cao của cây là 1m7. Cây này với mã này với mã 29 là một cặp á, tại em tính gom cái tàn vô lại á. Mã số 30. Cái này cái bộ cái bể nó đặc lắm ha quý chú anh chị. Mã số 30 này em xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 5 triệu 900 ngàn bao phí ship toàn quốc ha quý chú anh chị. Cây này là cũng là cây mai chứ thủy, này cũng là mã cuối clip. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết clip, cũng rất mong quý cô chú anh chị xem và ủng hộ em ha. Số điện thoại của em là 0942208884, cũng là số Zalo của em. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý liên hệ với nhà vườn Khánh Trang để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.